でないと私の薬剤学の研究成果を見よう。それにしても禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだのかしら。私がつけた表記以外特に異常な元素反応もなさそうね。そうだな、普通におとぎ話の絵本だな。Có nhiều cách có thể nhận FXP mạo hiểm, tăng mạo hiểm cho dù là hoàn thành các nhiệm vụ tìm rương bổ sung kiến thức. À, tại sao bây giờ mày mới chỉ với tao? Sau khi tăng hạng mạo hiểm, thế giới này cũng sẽ có nhiều thử thách hơn, nhiều cơ hội hơn đến với bạn. Ok. Wow! Wow, wow! Ok, hôm nay chúng ta Steam luôn đi khỏi nghỉ. Nè, phải cho tôi nghỉ chứ. Tôi nghỉ tôi qua game khác nữa. Chủ yếu tôi là làm game cốt truyện mà game này... Game này thấy cũng được, hay phết. Đang chờ đợi cái gì đây? Sao cái dấu hiệu này y như của nhà Itachi vậy ta? Đi tên... nhận những con thạch ra hiệp hội nhà mày hiểu đi. À, ok. Ok luôn nha, Steam đến 8:30 đê. Thôi. Steam luôn đi. Mẹ. Là Steam múc hang đi. Mẹ, mọi người phải cho ông gì coi stream gì, coi kịch stream cốt truyện của tôi nữa chứ. Ok, vậy giờ chúng ta sẽ live stream tới 8:30 bên Nhật nha. Là vừa live xong một cái là tôi sẽ sẽ gì? Sẽ ra múc một tí đồ ăn xong rồi tôi sẽ gì luôn. Nghỉ xong lên lại nhớ như bị tối qua đó. Chùi. Không sao, bình thường cũng nhận được như. Chúng ta sẽ làm tới 8:30 nha, chúng ta sẽ có nửa tiếng nữa. 8:30 bên Nhật là... Ủa giờ Việt Nam mấy giờ? Thứ hai đi, 6:30. À. Đúng rồi, chúng ta sẽ live tới 6:30. Lôi thần đã vứt chính mình ra khỏi hội Weibo. Ủa, có cái mới nữa hả? Bố tổ sư ăn nhiều thứ vậy? Cái này là đi thám hiểm gì đây? Cứ lên sang mục 20 tiếng không ạ? Là sao? Từ từ là sao? Là bây giờ tắt cái này đúng không? Hello Chumsi. Gì mày nói gì? Từ từ để tao xong cái này tao chỉnh tiếng của Baker to lên tí. Tao còn một tí xíu nữa thôi là tao có thể nhận được rồi. Nhận thử đây. Ủa cái chăn khuyết này là cái gì? Nhiều vậy phải. Nó là một món đồ quan trọng. Đừng dùng. Ok. Vùng rồi, kiên cương. Rồi nâng cấp level của nhân vật chính rồi. Em sẽ đổi hình đại diện. Còn chưa phải đi thám hiểm nữa kìa. Chế độ nhiều người mở khó. Ô. Yeah. Mọi người, chúng ta đã lên 16. F12 mở giao diện nhiều người. Ai vậy? Má. Ai vậy?
Và coi chúng ta sẽ qua bên kia nữa. Lai lâu thế. Gần nghỉ rồi. Chúng ta còn... tôi yếu mà, ai tôi của tôi yếu mà. Hả? Ô nhận gì kìa. Ô vãi, mọi người nhận là bên này tôi cũng thấy, tôi nhận nè. Ô. Mẹ sao mọi người có mấy cái con nhìn dễ thương cô te hột le vậy, lộ hột me vậy. Xin lỗi. Ở đâu vậy? Mẹ, mày thấy anh em tao chưa? Mày thấy anh em tao chưa? Mày thấy anh em tao chưa? Mẹ cái con điện đánh kia nhìn đẻ gì? Lôi thần ăn chực hai anh em nhà lũ hành. Hồi nãy giờ ông thấy kênh chat nói về lôi thần nhiều không? Ờ. Cái con điện điện là chính là lôi thần đấy. Là đây hả? Đúng rồi đấy. Đẻ vậy? Mấy nhìn đẻ vậy? Ô từ đứng yên. À, làm gì? Ủa, dùng hai con giống nhau được hả? Đúng được má. À. Thì ra là mình có thể dùng những con giống nhau chung một cái gì? Sao cháu em Đô Ô Na không tạo khiên giúp người được nhỉ? Đào Na, tại vì Đào Na của cháu chưa C2 cháu ạ. C2 là sao nữa? Không bạn nghe. À là phải nâng lên C2 nữa hả? Ui rồi. Ủa cái bạn cái chữ nước, cái chữ kanji là nước với lại cái bạn đó là ai vậy ta? Thực ra tôi cũng không nhận ra. Kênh chat, chắc là một bạn kênh chat của ông. Ờ, tôi cũng không biết ai á. À, xưng tên xem nào. Đúng rồi, bạn hãy xưng tên xem nào. Tôi này, Thành Danh. Ông nội Thành Danh. Ủa là mọi người đang chơi trên máy tính hay là đang chơi trên gì? Thôi bật cái này lên không có mẹ gì vậy. Mọi người đang chơi trên máy tính hay là trên gì vậy? Đâu để ông tự làm, để ông làm cái này đi. Lên nhá, ông bật cái này lên nhá, nó sẽ có mấy cái đuốc kia cả, ông phải thắp lên. Mẹ tao đâu có tao làm đi, để ông làm đi. Tao đâu có lửa đâu. Ông chuyển sang con lửa đi em ơi chẳng hạn. Ờ, đây đâu. Rồi đổi coi. Mấy nhỏ nó làm luôn rồi. Thằng cháu nó làm luôn, má có thằng cháu được dễ sợ. Ủa yeah, nó làm hết nó giải phóng và cắm áp cho ông đấy. Đừng ngăn cháu, để chú chơi vô không kịp rồi. Thề mà như thằng nhỏ này là đây đang chơi nên là nó không có coi livestream nên chắc nó cũng đâu có nghe đâu. Chi mà biết ông được 16 phát nó vào luôn. À. Ông định lừa thôi à? Có nghe mà, thằng nhỏ nó có nghe. Chúng ta cứ đánh quái lên level thôi anh em. Bà cơ con đó còn gì vậy nhìn. Con đó 4 sao hay mấy sao?
tao thôi. Con quyên người ta. À, à cái con hồi nãy hồi tên là đầu 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 lai ta thử hả? Ừ. Nãy ông cầm con nham, tôi định cầm con này support cho anh ông rồi sao. À, từ từ tao đổi thành nham lại. Ông qua bơ đi. Từ từ để lên lên đây bực bực cái này cái. Bực cái tele. Mấy hình như là nó bị nặng rồi. Ồ đéo kịp. Á à, châm si ơi là châm si. Lắm. Bạn còn non lắm. Biết bản thường không? Có biết âm không biết bản thường không? Biết biết biết. Bản thường đi. Bắn thường phải trúng cơ mà. À bắn đường nãy giờ đéo trúng hả? Ôi giời ơi. Má mọi người. Mọi người đỉnh cú chớp quá. Thử mọi người chơi trên máy tính thì anh em nào có muốn co op chung thì chơi chung. Map Baker lại đổi thằng. Thằng này thằng gì đây? Sao quéo que sang đây nhận thành tụ đi. Ở đâu? Theo tu vô. Ồ máy của tôi hơi bị lắc nha. Đây ra đây, ông hỏi sao tu vô thì ra đây. Mọi cái hoa này. Cái đẹp. Ủa sao đâu ra cái hoa ở đây vậy? Không được rồi. Này thì bố láo. Tưởng mày đặt ra mày vô được à. Được rồi bro này, sao ra được. Được này, ô, vô được rồi. Ai có Venti móc ra. Không cần Venti luôn. Mẹ, mọi người đánh đẻo á. Nó chơi hết xong mẹ rồi. Đi lên lên, ok lại đi. Nhưng mà nếu như mà chơi game này mà cơ ốp mà không không có làm nhiệm vụ chính được thì chơi làm cái gì đâu. Chừng nào mà... Tôi chuẩn bị có thể ông sẽ thấy một luồng gió ông bay lên nhá. Ờ. À. Ủa sao mà làm được hay vậy? Sau này ông cũng sẽ làm được như thế. Ồ, oh, cái đó là tự có hay là có như trong nhân vật? Ông cái đấy là ông nó là một công cụ ông ạ. À, một công cụ. À. Ok ok. Có mấy người chơi trong đấy thế 4 người, tôi nữa là 4 á. Giờ tôi đâu có thể làm nhiệm vụ kia được đâu. Tôi hết mẹ rồi. Tôi hết mẹ cái cục kia rồi. Ôi nó lắc cái dạng gì. Bắn thường đi, cứ bắn thường đi. Ông thấy bắn thường đau không? Đau. Thám vật cờ lờ.
Ồ, trong game này có đi đánh quái chung đồ như kiểu là trong chiều không gian khác đồ không? Hiểu không? Tại trong chiều không gian khác. Như kiểu là sao ta? Nó sẽ như kiểu là mình đi săn boss hoặc là săn cái gì cho nó rớt đồ vậy, có không? Có. Hay là chỉ là vô map chơi chung với như vậy có, thôi. Có đúng không? Không nhớ nãy tôi có đề cập đến việc lên level 30 35 sẽ có boss đâu. Boss. À. Chỉ là mấy con boss đấy. Thì sau này anh em chúng ta sẽ nhờ vẽ lẫn nhau. Ô con này đẹp vậy? Đồ mấy chiêu đẹp vậy? Chiêu như là chiêu như là của con gì trong liên quân ta? Volantino à? À Volantino bé, nhưng mà mấy cái con đi lụm bông vậy mà con này đâu có lụm bông đâu đúng không? Nó lụm cây. Để gì? Mẹ tôi hết cái kia để tôi mở rồi. Để tí tôi cho ông xem Florentino. Đâu rồi Florentino đâu, mày đâu? Bạn thành danh bật full bay ra đây. Bạn thành danh bật full bay ra là sao? Trời, anh em chúng ta nói chuyện đi nào. À, chú lên đây đi. À, mọi người đục mé đúng Florentino luôn, nhanh vậy. Bay à? Ông hộ đâu rồi? Ta bị trừ rồi. Mà được cái mẹ gì? À. Làm lại nhá. Ok, làm lại. Hết phải đi lên đó lại nữa hả? Thôi, đi làm việc khác đi. Ta đang đi lên lại nè. Thôi, làm việc khác đi. Làm cái hả? Con quái nhất thì đánh. Ô, bên này có con quái level 30 nè. Mẹ thằng gì nó chém một chém chết mẹ nó. Được phết. Thử đã coi. Bên map này hình như là tôi mở mấy cái gì hết rồi. Có một cái tôi chưa mở, chỉ còn bên map mới là tôi chưa có mở thôi. Còn cái này là cái gì? Rồi anh em chúng ta còn 10 phút nữa để chúng ta có thể đứng ở trong game với nhau. Vậy nếu như mà chơi như vậy thì hẹn gặp anh em trong một lần nào đó đánh boss level 30. Chứ ở chung với nhau đâu có đấu gì được đâu. Hồi lại. Nếu muốn thì miễn cưỡng ông cũng có thể chơi kiểu giết nhau được. Hả? Nếu miễn cưỡng thì ông cũng có thể chơi kiểu giết nhau được. Giết nhau á? Giết nhau ấy. Miễn cưỡng cũng có thể làm được. Ồ, đánh nhau được hả? Đánh nhau là kiểu kiểu truyền thống như ông nghĩ, như không, nó sẽ không như ông nghĩ ông ạ. Thế ông có muốn chết không? À, thử cho tao chết, thử mày làm cách nào. Đừng nói mày quăng cục bom vô người tao nha. À, địch mẹ mày. Mẹ tao hiểu rồi á. Thôi được rồi đó. Miễn cưỡng cũng thể làm như thế để giết nhau được. À, ra là vậy. Bố tổ sư thằng ác ông giết tao. Thì ông hỏi mà.
Đấy, được phết. Mà con nhân vật mày cầm là kiểu con support, support đúng không? Hơi lửa. Đây nha, mà tôi đang cầm ấy cùng với đầu bếp con hệ nước của ông. À. Một team, một con bất kỳ sẽ tạo ra một team thì đam to. À. Thực ra chỉ cần con này với con đầu bếp với con hệ nước đấy thôi. Ghê vậy. Mà mày có hết không? Ai cũng không ạ. Cũng có ông ạ. Thế đủ lâu đi ai cũng có. Lôi thần mẹ thằng hu tao đốt nhà tao rồi nhé. Đốt tại tao. À, còn nhà. Lên level mấy nó mới cho xây nhà. À, ông phải qua bên Nham Quốc đã. Ông làm nhiệm vụ bên hết bên nhiệm vụ bên đấy đã. À. Ok. Né mọi người làm cái gì mà chiêu thức đồ nhiều vậy? 28. Mấy được phát. Vậy khi nào chúng ta đánh đánh boss đồ chúng ta vô chúng ta gì? Đồ mấy bà cờ có con đó luôn, con đó nhìn có vẻ cũng được phết. Con gì? Con mày đang cầm á. Đúng là con mèo. Ở đâu không cái con điện này nè. Con tao thử. Điện thì có mà, điện thì có. Ồ. Nó bu thì có. Đánh boss luôn không làm gì có boss em ơi. Ôi. Hả? Ông này làm gì đây, gì đã được đánh boss. Ông nào? Ông ấy. À, tao chưa đánh boss mà. Ông này mới chơi làm sao mà đã có boss được. Thì đó. Ồ, có thêm cái rương nữa nè. Mấy trong này rương nhiều thiệt á chứ. Ok, chúng ta đánh boss luôn không? Sao mà đánh? Ông nhận ra ông thành ông đang cầm ống cầm cái gì không? Đâu? À, thằng cháu á. Cháu nó hỏi tao đánh boss luôn không? Không, rồi biết rồi, nhưng mà ông có nhận ra ông Thành đây đang cầm con gì không? Thành đó hả? Ờ. À. Eloy! Ê, Eloy, từ, Eloy đi ra đây, Eloy đi ra đây. Phải đẹp vậy, Eloy mắc tiền không? Eloy có tiền cũng không mua được không ạ? Ủa vậy hả? Đâu có đẹp vậy? Được phi. Ồ. Eloy! Không mua được đâu. Mẹ! Tao đang để dành tiền để tao mua game này tao chơi để tao like cho mọi người coi nè. 1.000.000 một game á. Á được phớt. Ủa nhưng mà cái này là skin hay là nhân vật? Nhân vật. Nhân vật luôn đúng không? Nhân vật. Được. Được phớt. Mua ạc là có cặc. Ừ. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nha. Chúng ta nghỉ một tí. Cháu không có. Thì chắc cháu không có nhận phi rồi. Chơi muộn. À. Nhưng mà Alo này cho nhận lâu chưa? Được rồi, đáng chí năm ngoái không ạ? Ồ. Ê, mấy cục bơm kìa, đã, nhìn đã phải. Wow. Thôi chơi tới đây thôi. Anh em chúng ta chơi tới đây thôi.